Hello, chào cả nhà. Thì tối hôm nay mình cũng có cái chương trình làm đẹp tại nhà, thì mỗi hàng tuần thứ tư. Bữa nay thì mình làm cái mặt nạ bùn ha. Mấy anh chị chuẩn bị chưa? Ready? Rồi, bây giờ mình chuẩn bị ha. Mình rửa mặt rồi thì thôi bây giờ mình chỉ đắp cái mặt nạ bùn thôi ha. Thì bữa nay mình xe ra thiệt nhanh tại vì tối nay mình còn phải đi cúng cúng rừng. Mình giờ bây giờ mình làm đó, mình đổ đổ chừng nhiêu đây, nhắm chừng thì lúc nào mình cũng phải cần có một cái cọ ha. Thì về cái phần mình rửa mặt đó thì anh chị có thể xài cái cleansing and tone đó. Cái này thì mình mỗi lần bóp mình 2 thăm là được rồi. Anh chị nào mà có dị ứng da đó thì mình xài Hôm nay trung thu nắng quá, creamy mắm đi ăn thu cleansing chuối lotion, rồi, đi ra creamy xe thu cleansing lotion. chuối rồi Thì tối nay mình giờ rửa hết mặt giờ. rồi thì mình không rửa, bây giờ mình chỉ đắp cái mặt nạ bùn này thôi lên. Cái này nó giúp lấy những cái chất dầu của da mặt mình đó, rất là tuyệt vời. Những anh chị nào mà có mụn nhiều cái này rất là hay ha, giờ da mặt dầu. Còn anh chị nào mà có da nhạy cảm thì mình có thể xài cái creamy cleansing, creamy hydrate mask, cái đó thì cho cái da nhạy cảm. Mình coi còn cái này. Đây, mình có nệm này, cái này đây, cái này có cho da nhuyễn ha. Thì thôi, bây giờ mình rửa mặt xong rồi thì mình đắp cái mặt nạ lên, mình cứ chét lên. Cái này nó giúp cho mình cái dầu rất là hay. Và anh chị nào có mụn nhiều đó, rất là tuyệt vời, nó lấy những cái da khô, những cái da chết, những cái bụi bặm mình trong ngày mình đi làm đó, trong không khí mình gặp những cái bụi bặm dơ đó. Thì cái mặt nạ này nó rất là tuyệt vời, mình xài thì mình rất là thích. Có nhiều anh chị nhạy cảm nhẹ nhẹ đó thì cũng xài được. Cái này mình có thể đắp Chị bệnh chị đang like, dùng bữa đang like sao chị bệnh không like đi? lên da luôn ha. Tại cái điện thoại mình cái Mình tên có gọi thể nhỏ. lên da Dạ tức và là nó lên nhiều. tai chứ nó lộn. Tại Lên nó tai hoặc hoài lên cổ sau cũng được. này cũng như nó nhiều mình dắt. Ở trong gao thì dắt nó nhiều hình quá là sao? Cái gì lại nó lên trực tiếp trên Facebook kinh đâu có bỏ trong gao rồi còn gì đâu. Cái laptop hả? À? Cái laptop mình không biết. Nó đến cái phone kia mà chị lái nó đi thẳng lên Facebook luôn chứ nó đâu có vô trong cái gallery của chị đâu. Nhưng mà nó hay hay đứt đoạn, nó không biết sao nữa. Cái cây của nó chắc nhỏ quá đấy. Nó phải đi sắm cái bự. Nó chị nói về không đúng, nó có bị Sao lại không biết sao nó đứt đoạn, nó lay cái nó ngưng. nếu mà mình có bị mụn nhiều đó Thành anh ra không chị, có lay luôn. chắc nó hơi dày tí. Còn anh chị nào mà hơi nhạy cảm da, da hơi nhạy cảm tí đó thì chắc mỏng một chút ha, mỏng một chút xíu. Cái mặt nạ bông dài thì là chờ cho nó khô để nó không không có chút dầu nha. Khi mà nó khô đó thì nó sẽ biến màu. Cái này nó rất là tiện, anh chị có thể là bỏ lên rồi đi làm việc về xong rồi cái đi tắm giữa luôn cũng được. Mình rất là thích cái mặt nạ này, bây giờ nó lấy những cái chất dầu, mình da mặt dầu đó,
mình là thuộc về da dầu, thành ra mình rất là thích cái loại mặt nạ này hơn. Ok, cái này mình có thể chét lên tay luôn ha. Nếu mà mình dư nhiều đó, anh chỉ chét lên tay để cho nó được cái uổng. Cái này nó cũng mới ra tay, có người đem chét trên mình nữa đó. Lấy bỏ những cái da da chét, những cái da khô. Đây mình đang chị với chị Hoa chút. Alo chị Hoa, chị có chụp hình không? Chụp chụp hình, chụp tấm hình thì gửi cho em nha. Rồi, thank you chị. Em đăng like hình như không có chụp được. Ok, thì tối nay mình làm ngắn gọn thôi, nhanh. Bởi vì lát nữa mình cũng phải đi cúng rằm, cúng trăng đó. Bữa nay là rằm tháng 8. Thành ra mình làm khi nào khô rồi thì anh chị có thể xả xuống bằng nước ấm, hơi hơi ấm tí cũng là được rồi. Rồi anh chị bắt đầu bỏ những cái kem dưỡng da lên. Thì mình theo thường lệ mình bọng cái mắt đó thì mình hay xài cái này ha. Cái này gọi là ideal eye. Mình chỉ chậm chậm lên tí xíu thôi. Rồi sau đó thì mình xài cái chu vi là cái giọt nước thần đó. Cái này nó giúp cho cái chất đàn hồi ha. Rồi. Đến nữa là cái kem dưỡng da ban đêm của mình. Đó. Khi nào mình xài cái mi thì mình sẽ chia sẻ cái mi cho các anh chị biết. Ok. Đó, mấy anh chị thấy nó từ từ nó biến màu không? Thì những cái này, những cái biến chỗ biến màu đó là nó đang hút những cái chất dầu, chất khô dầu của mình và là những cái chất dơ trong ngày đó, nó bám trên cái da mình đó, thì nó hút nha. Thành ra anh chị nào mà da dầu xài chừng tuần lễ 2 lần tùy ha. Nếu mà là dầu thiệt nhiều thì mình có thể xài 3 lần một tuần, còn nếu mà không ấy, thì hai lần một tuần cũng được. Còn ít hơn nữa thì một tuần một lần, tùy theo cái da của mình ha. Đó, bây giờ thấy từ từ nó khô rồi thì nó sẽ cảm giác nó căng căng lên, thì mình cứ để cho nó khô. Thành ra nhiều khi mình có thể làm trong thời gian mình ở nhà, mình có thể làm bỏ lên xong rồi anh chị đi làm việc xong rồi thấy nó khô hết, Anh bắt điều đầu vô mình kìa. xả xuống. Mình Cái xả anh xuống. đâu đó mình nói thì em đáp nửa chừng rồi. Đi rồi. Hôm nay anh chị bên phiêu Để đến để hả? gắt nhắn rất là nhiều người, tại vì có lẽ ai cũng có chuyện riêng đó. Dạo này mình cũng ít có lên lên Facebook, bởi vì mình có công chuyện riêng trong gia đình và cũng ít có thường lên. Chứ cái tay mình đã khô rồi nè, thì từ từ khô vậy rồi là anh chị có thể giữ xuống rồi đó. Mặt mình cũng khô lần lần rồi đó. Mình khô khô lần rồi thì nó cái thời gian nó khô, Rồi đi trong nó rút, đây còn ngón nó tay hút mấy kia cái rồi chất mở lên hồi chất nãy giờ mấy lần dầu lên ha. nằm mở lên nó đứng ngắt vậy. Dạo này cái phone của mình không biết bị cái gì mà mình không thể quay
màn hình trở lại cho các anh chị xem. Nhưng mà để coi mình có thể invite ai vào không. Rồi chị nữa. Thử tìm coi có cái nút bấm ngược lại không ha. Không có. Không biết tại sao như vậy này mình bấm ngược lại không được. Đó, quay lại được rồi. Ok. Hả chị That's good. Huyền? Đây, đây là anh chị trên Nãy phim giờ đây. nhà có khách hả? À, vậy là mình không thấy được cái dấu. Bây giờ mình bấm lại được rồi. Ok, that's good. Thì tối nay mình sẽ đó là với anh chị bên kia đang đang làm. Chị quậy vô hơi trễ, có công chị. Đó, bên chị này cũng sắp sửa khô rồi. Ok. Thì cứ mỗi một tuần thứ ba thì mình vào trong cái câu lạc bộ này để cùng làm đẹp với nhau. Thì anh chị nào có muốn tham gia thì cứ inbox mình, hoặc là anh chị cho inbox cho mấy anh chị trên phim cũng được. Mình khô rồi. Cũng Ủa mình sao hồi cũng nãy mời khách ở lại làm đẹp luôn gì? Thấy khách đông ở nhà sao không mời ở lại làm đẹp luôn? chị chắc không nghe rồi, chị chắc mưu rồi. Ủa, vậy rồi. Ừ. Thì thứ sáu thì mình có cái chương trình làm đẹp về cái visual spa, cái đó cứ mỗi thứ sáu ha. Bây giờ mình cũng khô gần gần rồi đấy. Anh Điền cũng chuẩn bị làm đẹp đó. Nhưng mà anh chị nào mà Mình dị bắt ứng chút đầu khô xíu rồi á, hả? mình có thể làm cái Gray Marine Mask này chung với lại cái enhancer đó, pha enhancer vào thì cũng có thể làm như vậy. Chị lấy cái chai mình biết là bản chất thì rửa theo cái mặt đã rồi chị rửa nó Nếu mà mình không có đi đã ướt xỉn dự luôn, ướt đó xỉn là nó dễ thì lắm, bắt nó không gì đầu đâu cái da xài mặt của cái giống mình. như chị trên phim chia sẻ xịt cái Coi chừng nó chảy nước vô mắt. hoa đó, giờ mình lao như vậy. Rồi chưa. Anh chị vậy làm anh cách đâu Họp nhóm nguyên cả đội nhóm vô mời làm đẹp chung đó chứ. À ông bà Miu nói không nghe gì hết trơn. chắc mi rồi. Miu rồi. Giống như chị xịt cái nước qua để lau xuống anh già nó cũng như vậy. À, mình thì mình lát nữa mình đi giữa ha, mình đi giữa xuống. Tuần trước thì mình xài cái gọi là polish Là sao vậy cho mình giữ nước. peel. Cái polish peel thì cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là mình rất là thích những cái sản phẩm chủ của công ty này. Mình làm Thấy không gì thấy thử da qua chị hai ba Huyền thứ đẹp thì quá cũng bắt rồi, đầu chị chắc cái bữa giờ hay đi ngủ sớm da đẹp quá trời luôn á. Em đi đến làm có một mình rồi. Bữa này mới thấy khách Huyền cả hai ông bà. ok.
mình khô rồi đó thì thôi mình đi rửa mặt. Còn mình chắc đi rửa mặt được rồi, khô rồi. Rồi thôi mình xin phép đi rửa mặt ha. Ok, thôi mình khô rồi mình đi rửa xuống. Chơi chị chắc ăn cầm cái quạt quạt trong máu khô. Ok rồi thì bây giờ mình trở về ha. Thì cũng giống như thường lệ mình xức cái xong ở cái da mình rất là mạnh ha anh chị, rất là mạnh. Đến lượt em còn chút xíu em đi rửa bây giờ. Chị Huệ làm sao mà khô sớm với em nữa, đồng cái quạt 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 ào ào kia đó.
Anh chị nào mà có cái mặt nạ bụng này lấy như làm ha, thì cái đi này rửa mặt rất là nha. Mình rất là thích cái mặt nạ này tại vì nó rất là dễ xài đó, nên mình mặc dầu nhiều nên mình xài cái này mình rất là thích. Mỗi lần làm xong cái mặt mình nó mịn, rất là mịn gì đấy, da rất là mịn. Làm cái này cũng dễ thôi, mình nếu mà mình bỏ lên mà anh chị chờ cho nó khô cũng không có cần lâu đâu, rất là Ui, nhanh là lâu quá nó không gặp khô. chị Muối, chị vẫn hai người vậy chứ mặt nhìn trẻ quá chừng luôn. Thank you anh. Thank you. Thank you. Không vậy anh bận cũng đi không thấy lên. Anh Điền cũng trẻ thôi, đâu có lâu lắm rồi đâu gặp đâu, rồi gặp lại thấy anh cũng trẻ quá trời nè. Hôm dài anh nhắn trong cái buổi làm đẹp này nhiều lắm đó, Dạ. bận lắm anh. Sáng mời con đi công ty anh Điền. Chị này bà xã đi chị. Dạ. Chị này lớn lắm á. Cô bồ mà. Dạ. Ok, thì xong rồi bắt đầu mình bỏ cái kem dưỡng da Được. vô. Mấy chị hôm nay có like không? Được. Bỏ cái Không kem có like. dưỡng da đêm hả? Được, thì gần đây bạn bè em thì nó cũng rất là thích về cái facial nhắm mát này. Dạ, sau bản thân em thì cứ 2 ngày thì làm 1 ngày, sau đó thích. À, đây Dạ là cái ngoài kem dưỡng da bằng nền của mình đấy. Mình chậm chậm cho mình sức lên thôi. Thì sau khi mình bỏ lên xong là xong hết rồi. Cái này nó cũng rất là rất là dễ xài. nghiện khách làm mặt nhiều không? Dạ Làm cái nó này cũng cũng khách được, ở cái chỗ khu trên của chỗ em làm thì của mình đó, là chủ có xài người những cái khách của sản phẩm em thì này mình người làm em cho làm khách rất nhiều, là mắng. nhưng mà trong cái hệ thống Hôm của nay em không biết thì cái người ta làm mặt nhiều lắm chị. cái Facebook của mình Dạ, có về bị chính cái làm mặt này thì lúc em sớm mình đang làm thử cái trên gì đó, YouTube của mình em bỏ Only Me, là nhưng mà không biết là những cái có chiếc bị ảnh 25 hưởng đồng gì không thì mà cái mặt sao 25 đồng thì đêm nay mình mình đáp không ứng thấy, có với một hay chiếc là mấy anh chị ai cũng lo đi cúng trăng ở hết đây rồi, thành ra không ai vào. cho người khách Thì của ta anyway, thích hơn. mình tới đây thì mình đã đăng Thường nhiều thường ha, thì thì hẹn các anh cái mặt chị của người ta Facebook thì mình hỏi người ta đó trong cái chương trình là cái mặt thứ cái tay sáu cái chân tuần miệng cái tuần nào quan này trọng ha, nhất của cô, cái nào mình quan bắt trọng nhất đầu mình sẽ chia sẻ thì làm người khách nói thì cái mặt nào quan trọng nhất cái máy thì mình có facial những cái spa đó. sản phẩm mình sẽ Rồi bịch cho vậy cái mặt ha, thì thầy người ta chào được cả thấp đi, nhà. Có một người ta buổi nói ok tối hả, thì khi vui ta vẻ đầu an tiên người lành ta hạnh cũng phúc nhã với nhặn gia cái mặt đình. nhiều được một lần rồi thì Ok, ta thích bye lần tới bye. người ta Cái dùng này lại là vậy đi chị. thôi. Good.